Chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em đang đi giao gà ở Gia Bình, Bắc Linh. Bác này thì bác ấy nhà bác ấy chuyên làm đồ thờ cũng như là đồ về đồng, chuyên làm về đồng ấy, đồng đúc cũng như là một số vật liệu về đồng. Tỷ lệ chọn nó khoảng Ở độ đây bác ấy có khá là nhiều đất, nhà cháu phải khoảng thuê người chọn, 26 mẫu đất, chứ nên còn nhà là cháu là không bác có có chọn chuyển qua nuôi gà. thuê người Trước chọn thì bác có nuôi một số con gà lai, nhưng mà bây giờ thì bác có chuyển qua nuôi gà mía rồi. Bác là mấy lứa này tất cả đều gà mía thuần của nhà em hết. 28 hectare. Bên kia bán nuôi cả gà hồ lai, đây là mía thuần. Ngày xưa thì bà nuôi cả mía đó bà cô, mà xong thì bị thương lái ép giá nên là mới chuyển qua mía thuần. Bên kia còn một cái chuồng nữa, được năm gà 5 tháng rồi, còn đây là gà được 2 tháng. Đây là 100% gà mía nhà em hết nha. Đây bà cho ăn cắm này, gà nó hơi trắng chân tí, chứ không mà gà nhìn rất là đẹp. Nhiều con rất là to, nhìn gà rất là tím và đẹp. Đây là một chuồng gà mía thuần nữa. Một chuồng một dây này chỉ có một loại đúng rồi không? Đây giờ bắt đầu lốt lần này là chín mía rồi, không có gì đâu. Đây là chuồng này là trang trại của anh Bình ở Ba Vì, Hà Nội, có diện tích hơn 1 hecta, chăn thả hơn 1 vạn con gà mía thuần chủng, sử dụng mục đích nhân giống. Trong hơn 15 năm say mê với giống gà mía này, hiện nay anh Bình đã tạo được chỗ đứng trên thị trường cả nước với thương hiệu trung tâm cung cấp giống gà mía Bình Dung, phân phối con giống gà mía thuần chủng cho hàng trăm nông hộ trên khắp cả nước với số lượng 15 vạn con một tháng. Con gà mía này đặc điểm hơn vượt trội so với các con gà khác vì nó sức đề kháng tốt và có bộ lông đẹp, da vàng, thịt thơm ngon và mang lại kinh tế hiệu quả cao nhất so với các giống gà khác. Ngày làm với anh Bình, anh hướng dẫn về nuôi con gà mía này thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.